Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong cờ vua hiện đại thì trận đấu giữa Magnus Carlsen và Hikaru Nakamura luôn được coi là siêu kinh điển với những pha tấn công như chớp giật. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến cựu vua cờ Magnus Carlsen với lợi thế cầm quân trắng đã dễ dàng đè bẹp thần sấm Hikaru Nakamura tại siêu giải AI Cup 2023. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu khác giữa đương kim vô địch World Cup Magnus Carlsen và tay cờ chớp số 1 thế giới Hikaru Nakamura tại giải cờ vua Speed Chess Championship 2023 nhé. Chỉ khác là lần này thì Nakamura lại là người chơi quân trắng. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bên cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ủng hộ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với quyết tâm phục thù trận thua sấp mặt tại AI Cup, Nakamura tung tuyệt chiêu E4 để khởi đầu ván cờ. Carlsen nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5, sử dụng khai cuộc Sicilia để đối phó, hứa hẹn một cuộc đấu vô cùng quyết liệt. Trắng nhảy mã F3, nước cờ tấn công được coi là mạnh mẽ nhất. Đen nhảy mã C6 để ngỏ khả năng sẽ sử dụng hệ thống Sveshnikov hoặc là con rồng trong phòng thủ Sicilia. Thông thường thì trắng sẽ đẩy tốt D4, đánh chiếm trung tâm ngay. Tuy nhiên thì Nakamura lại lựa chọn phương án ít gặp là lên tượng C4, hòng gây bất ngờ cho đối thủ. Trắng đẩy tốt E6. Sau khi đã hoàn thành phát triển các quân nhẹ ở bên cánh vua, trắng nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen đẩy tốt A6. Quả nhiên là vua vừa mới yên vị, trắng đã hùng hổ dâng tốt D4, đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt vào D4, trắng ăn mã lên D4. Đen di chuyển mã lên E7, tiếp viện và bảo vệ mã C6. Trắng triển khai tượng lên E3, đen chủ động đổi mã vào D4. Trắng ăn tượng lên D4, đen nhảy mã lên C6, thế chỗ quân mã trước để tấn công quân tượng. Trắng chạy tượng về E3, đen đẩy tốt B5 đuổi tượng. Trắng chạy tượng về B3, đen lên tượng B7 chĩa về phía trung tâm. Trắng đẩy tốt C3 để phòng mã đen sẽ thủ tiêu mất quân tượng mạnh của mình. Đen lên hậu C7, một vị trí quen thuộc của quân hậu trong các hệ thống phòng thủ của khai cuộc Sicilia. Trắng phát triển mã cánh hậu lên D2, đưa quân xuất trận để củng cố trung tâm. Đen lên tượng E7, chuẩn bị nhập thành. Thấy vậy, trắng lập tức tung hậu lên H5, rình dập. Đen phi hậu lên E5, gạ đổi. Biết rằng Carlsen rất giỏi vần tàn, trắng liền rút hậu, chạy về E2, tránh giao chiến. Sau khi đã đẩy lùi được quân hậu trắng về, đen liền nhập thành, đưa vua vào góc bàn cờ, sẵn sàng nghênh chiến. Trắng triển khai xe qua D1, tập trung quân nặng ở trung tâm. Đen qua xe C8, sử dụng cột nửa mở C để phản công lại. Trắng qua xe E1, tiếp tục tập trung đưa quân chủ lực ở trung tâm. Đen chủ động lùi mã về C7 để phòng có biến. Trắng di chuyển mã lên F3, đen nhảy mã A4 tấn công tượng. Không muốn mất quân tượng tấn công lợi hại này, trắng liền rút tượng chạy về C2 tránh đòn. Thừa thế xông lên, đen nhảy mã vào C4, tấn công tượng và rình bắt con tốt ở B2. Trắng dường như đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng lùi tượng về C1 bảo vệ tốt. Đen đẩy tốt D6, thiết lập thế trận phòng thủ ở trung tâm. Với quyết tâm giành thế chủ động trên chiến trường, trắng mạnh mẽ dâng tốt H4, phát động chiến dịch tấn công bên cánh vua. Đen đẩy tốt H6, ngăn chặn mã trắng vòng lên G5, đề phòng lại gặp phải thằng liều phế quân lung tung. Trắng tiến xe lên D3, sử dụng hàng ngang số 3 để di chuyển sang tấn công cánh vua. Đen qua xe D8, chuẩn bị phản công lại ở trung tâm. Trắng tiếp tục tiến tốt sang H5, cắm chốt. Đen di chuyển tượng lên F6, chĩa về phía cánh hậu, chuẩn bị tung ra đòn đột phá. Trắng nhảy mã lên D4, đứng tấn ở trung tâm. Đen dâng tốt D5, phản kích vào trung tâm. Trắng qua xe G3, đưa quân hạng nặng sang bên cánh vua, Đe dọa sẽ ăn tượng vào H6. Đen ăn tốt vào E4. Trắng ăn tượng vào H6. Đen vào vua F8 tránh đường rằng. Trắng lại rút tượng chạy về C1 bảo vệ tốt. Không ngờ lần này lại gặp phải thằng Liều phế thẳng mã vào tốt B2. Trường hợp mà trắng tưởng ngon ăn tượng lên B2 thì đen sẽ dũng mãnh phế xe vào mã D4. Trắng ăn tốt lên D4 thì đen sẽ ăn hậu vào C2. Trắng đẩy tốt H6 đột phá thì đen sẽ ăn hậu sang E2. Trắng ăn tốt vào G7 chiếu thì đen sẽ ăn tượng về G7. Trắng ăn xe lên E2 thì đen sẽ tiến xe lên C4 bắt tốt. Và thế cờ sẽ diễn biến khá là cân bằng. Trắng tuy hơn chất, song các tốt ở trung tâm và cánh hậu lại rất là yếu. Trong khi thế trận của đen lại tương đối là vững chắc, đặc biệt là có hai con tượng cực mạnh. Trở lại với diễn biến ván cờ, không dám làm liều ăn mã, trắng ăn tượng lên E4, đen ăn tượng vào E4, trắng ăn hậu lên E4, đen lùi mã về C4, trắng đẩy tốt xuống H6 đột phá. Cảm nhận thấy có sự nguy hiểm, đen cấp tốc phi hậu lên E5, gạ đuổi quân hậu, hòng hóa giải thế tấn công vua của thần sấm. Trắng lầm lũi tiến tốt xuống H7, đe dọa sẽ phong hậu. Nếu mà đen ăn hậu vào E4 thì trắng sẽ đẩy tốt H8, phong hậu chiếu. Đen chạy vua lên E7 thì trắng sẽ ăn hậu vào D8 chiếu. Đen ăn xe sang D8 thì trắng sẽ ăn xe vào E4 và trắng sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng khi hơn hẳn đen một con xe. Do đó mà đen đã phải chạy vua lên E7, mở đường cho xe ngăn cản tốt trắng xuống phong hậu. Thế nhưng, đây dường như lại là một sai lầm nghiêm trọng của vua cờ. Không chậm trễ, trắng lao hậu xuống B7 chiếu. Ở đây trong trường hợp mà đen lùi hậu về C7 để che chắn cho vua, thì trắng sẽ nhảy mã F5 chiếu. Đen chạy vua sang D7, thì trắng sẽ sang xe D1 chiếu. Đen lùi mã về D6, che chắn cho vua, thì trắng sẽ ăn xe vào D6 chiếu. Đen chạy vua về F8, thì trắng sẽ đẩy tốt H8, phong hậu chiếu hết ngay. Còn nếu mà đen lên xe C7 che chắn cho vua thì trắng sẽ nhảy mã vào C6 chiếu. Đen chạy vua lên D6 thì trắng sẽ qua xe D3 chiếu. Đen chạy vua lên C5 thì trắng sẽ ăn xe vào E5 chiếu. Đen ăn tượng lên E5 thì trắng sẽ ăn hậu vào C7 chiếu, trả lại hậu cho đối thủ. Đen ăn tượng về C7 thì trắng sẽ ăn mã với D8 và giành ưu thế áp đảo về lực lượng khi hơn hẳn một con xe, đồng thời vẫn duy trì quân tốt H7 chuẩn bị phong hậu. Trở lại với ván cờ thực chiến, thấy đi cũng không ổn mà ở cũng không xong. Đen liều lĩnh lên xe D7 che chắn cho vua với toan tính. Trắng ăn hậu C8 thì đen sẽ ăn hậu xuống C1 phản công lại. Thế nhưng đen đã không thể ngờ được rằng trắng lại nhảy mã lên F5 để tung đòn chiếu sát thủ. Thấy nguy, đen vội vàng ăn hậu sang F5. Không chậm trễ, trắng ăn hậu xuống C8. Theo chúng tôi thì ở đây, đen nên ăn hậu về H7, tiêu diệt quân tốt thông nguy hiểm. Trắng lùi hậu về C5 chiếu thì đen sẽ chạy vua về D8. Trắng lên tượng F4 thì đen sẽ lùi tượng về E7 đuổi hậu. Trắng chạy hậu xuống C6 rình thì đen sẽ lên tượng D6 gạ đổi. Trắng ăn tượng vào D6 thì đen sẽ ăn xe lên D6. Cờ đen tuy có yếu hơn do thiệt về chất, song vẫn có khả năng cầm cự được một lúc. Trở lại với diễn biến ván cờ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Magnus Carlsen lại lùi mã với E5. Ở đây thì trắng có thể lên tượng A3 chiếu để tự ra đòn ngay. Đen lên xe D6 che chắn cho vua thì trắng sẽ lùi hậu về C7 chiếu. Đen lùi mã về D7 che thì trắng sẽ ăn hậu vào D6 chiếu. Đen chạy vua về E8 thì trắng sẽ đẩy tốt H8 phong hậu chiếu. Đen lùi mã về F8 che thì trắng sẽ ăn hậu sang F8 chiếu hết ngay. Thế nhưng có lẽ là thế cờ đã quá mạnh nên Nakamura đã bỏ qua cơ hội chiếu hết vua cờ ngon ăn này. Anh đẩy tốt xuống H8, phong thêm một quân hậu nữa cho chắc. Đen chạy vua lên D6, tìm đường tẩu thoát. Không chậm trễ, trắng phi tượng lên A3 chiếu. Đen đẩy tốt B4, cố gắng che chắn cho vua. Trắng ăn tượng lên B4 chiếu. Đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ. Carlsen đành phải giơ tay đầu hàng để tránh khỏi bị chiếu hết một cách mất mặt. Trường hợp mà đen cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.